Sau đây thầy và các em tiếp tục chúng ta học về đề tài vẽ tranh và cụ thể là bài đề tài học tập ở tiết 8 bộ môn mỹ thuật 6 nhé. Đầu tiên là chúng ta tìm và chọn nội dung đề tài. Các em có thể tham khảo một số tranh sau đây. Một số hình ảnh hoạt động. Ở cách vẽ tranh thì chúng ta sẽ tiến hành theo 5 bước. Một là chúng ta tìm và chọn nội dung đề tài. Hai là chúng ta sẽ vẽ phác mảng chính và phụ. Ba là chúng ta đặt những cái hình cụ thể vào các mảng đã phác tìm ha. Bước 4 là chúng ta hoàn chỉnh bài vẽ. Và bước 5 là chúng ta vẽ màu. Chúng ta quan sát một số cách phác mảng chính. Chúng ta có một số những cái bố cục là chúng ta đưa những cái mảng chính vào thành những cái hình ký hà như hình tròn, tam giác, hình là đa giác. Ở đây là cách phát. Đầu tiên là chúng ta sẽ phát mảng hình chính trước. Sau đó tới những mảng phụ. Cách vẽ tranh là chúng ta phát tìm mảng chính, mảng phụ. Sau đó chúng ta đưa những cái hình ảnh chúng ta phát vào, đặt vào cái mảng đó. Sau đó chúng ta hoàn chỉnh và cuối cùng chúng ta vẽ màu. Ở đây là một số tranh để cho các em xem để tham khảo. Ở cái phần thực hành thì các em sẽ vẽ một bức tranh đề tài học tập mà em thích vào khổ giới A4 và nhớ là chúng ta vẽ đến bước 4 thôi. Ở phần củng cố thì chúng ta xem, nhớ lưu ý cho thầy về nội dung. Tiếp theo là chúng ta xem bố cục và chúng ta hoàn chỉnh cái hình vẽ của chúng ta. Để bài học tới đây là hết. Tương ái chào các em.